sao rồi sao vậy? Quá đẹp luôn. Màu đất chạy ra nó cái đầu. Lương vàng các bạn. Đầu tiên mới gặp luôn á, bao nhiêu mấy năm trời, 38 năm mới gặp được con lương nó vàng gì. 38 năm. Từ anh bắt luôn. Mừng quá, bực quá đẹp. Hắn gặp cá rô bự bự. Một cái bạch đó luôn đi. Không có giật đâu. Nặng lút dưới cũng được. Lấy hai ba con gì quý vị. Thank you.
bằng gấp ba hay nhiều hơn. Có gì đi tự ơi. Luôn
thấy còn gì luôn. Ta mẹ ta 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 cái tàu gì lâu làm hấp dẫn về sau. Vậy mà có được con chứ. Cái này đi. Cái gì ạ? Con giật lương bự ạ. Rồi lấy ngay đó đi, lại ngay đó chụp con đó trước đi, để hai đứa xuống trình mắt hết. Bỏ nước to nữa. Rồi đi đà cá mà được tiền các bạn ơi. Cái con nó bự lắm nha tao. Chắc cái trời đâu ngoài kia kìa, ngay kìa, nó lỏng lên kìa. Ồ, cá rô luôn hả? Ồ, cái cây ông nội ơi. Ồ, rồi cái đào. Ồ. Ờ, đó đi quay cái. Ôi dạ. Gì bạn bầu hả? Ủa, có cái bay đầu nữa hả? Tắt cái thôi, kệ, kệ. Tôi cháy không? Cháy máy không? Ừ, lắm cua luôn anh. Từ từ. Cái rô rất bự các bạn, bạn chỉ dép luôn các bạn. Thiệt là ôi ơi, thiệt là hai đứa lại chết rồi, hai là chết luôn rồi. Mấy cá này sao mà phúc lắm hả? Tắt máy hả? Tắt máy vào đây hả? Tắt máy hả? Đang lên cửa sổ chiều má mà tắt nha. Thôi tắt giùm cái bút tư má lẹm ơi, rút điện ra giùm cái. Có chừng gai á Sang ơi. Mình bắt mấy cá hay nó lủng chứ để chết ngựa nó mệt lắm mày. 5 giây rút ra luôn cũng được đó. Có lùi dưới đây nè. Ồ, cái này phải wow sao vậy, cái cá núp vậy còn biết. Ủa sao chết chết ngọt ba? Ta rút cá lúc nào nó rút bên trên chứ đâu ai rút dưới đâu. Ê gì sao sao có nhiều nghe đó mà nhảy nhiều cái con đâu nhiều dưới. Ông này không hay ta, ông đi bắt phải không mà không được con bị cho bắt.
không có con cá lớn nào luôn. Ôi ơi, kìa kìa kìa, toàn tôi coi đấy, tôi giật lưới á, kìa cái cây kìa. Đây nè, có cây bên này chứ, đang chạy, bên cây kia. Coi chừng rương rút chết chạy luôn quá, chắc lương quá. Ừ, chắc chạy luôn quá. Cái cây á. Ừ, rồi về lặn lương rồi đó. Cái tàu hả gì nữa. Chạy luôn á. Cái đồ này dính điện người ta. Cái đồ dính điện hả sống không? Hả tỉnh hả? Không có, ý là tôi xin mấy này thôi. Mấy con có bầu thôi. Mấy con nào thấy đó thì làm hết nhậu. Cô nãy bắt chưa? Chưa hẹn đó hả? Kịp hả? Ủa chứ con cá lóc nãy nhỏ đâu rồi? Ừ, cái này bà đám có trốn dưới đây nè. Hết rồi đó. Bơm 6 tiếng đồng hồ mà được có nhiêu đây cá các bạn ơi. Cá tự nhiên mà. Cá nuôi đâu bự. Có 1 tí. Kiến lửa con nào này? Kiến lửa nó cũng bự bằng cái tàu á.
Lương hả? Phải lương không? Ôi à. Con này con rồi anh, được anh, nó chạy như nữa. Ờ, này em chỉ con lươn bằng cái cây đó mà chưa bằng cái cây đó. Thôi chị cũng đủ vốn mà, đâu có bỏ công gì đâu. Cái đào gì mà mắc luôn hay ta, không thấy nó quậy luôn á. Cá nó còn lủi chạy dưới đây, chín rồi nó đựng lên hết. Ờ, nó. Cái rô này mà rô bí gì nữa. Rô mời á. Cái tàu gì mà anh chạy cái sảy luôn ha. Kiếm sao nghe, ổ kiếm. Ờ, mưa vậy mà. Bơm miếng nữa hả? Để tôi lên trảnh, tôi quay miếng, tôi lên trảnh này. Chích vòng nữa đi cho nó tụi. Ôi, đó. Đây là một con cái tàu cẩn. Chỉ có con mà em. Bự nè. Ông nuôi vậy? Ông đâu có câu hỏi chỗ ăn hả? À, lúc trước có, nhưng mà sau này... À, rồi, rồi, rồi. Có không? Mọi rồi thấy không? Thấy lên đây không? Ngát nha. Sâu khoảng nửa mét đó. Không. Từ đó không làm miếng vô chạy chạy cho. Mọi rồi. Ông mẹ ông đang ông đang quay mà. Nó hở thì kỳ nước lên đó. Tốn sâu sâu xuống coi. Lên con nửa ký nữa thôi. Thấy không? Tại nó đi qua đây là kia tốt được rồi. Ô, gấu hai. Vậy ảm gấu qua đi chi hả? Để chú nó ảm qua đây rồi, cậu hai ảm, cậu hai đang quay phim mà. Dạ cậu hai đi. Mẹ lên. Dạ cậu hai đi, cậu hai qua. Dạ lớn lên. Ừ. Đợi hai chút nha, cậu hai đi qua. Mưa mà con. Mưa ướt bệnh sao? Bỏ ra ngoài luôn đi, bỏ cái máy ra ngoài luôn đi anh. Nó tự rút là không có vô trong đâu sợ. Không, ý là bỏ cái chảo ra ngoài luôn, nó rút cho sạch hơn. Nhưng mà sợ là nó hút cá con lên á. Ờ rồi, thôi vậy để đi. Trời, con lươn nó bò mấy tí ra luôn rồi nè. Rồi chạy ơi, chạy ơi. Không, ở đây giờ bà đào lên có cá là ngoạn chứ không em có đâu. Có con lươn này nó cũng dữ rồi chứ. Có lũ dữ rồi. Nước chảy không ạ? Dạ. Thấy nước chảy không? Chảy chảy mà đục lắm. Ờ được rồi. Canh lươn nữa nha. Để nó sảy uổng á. Vậy chứ nhiêu đó nồi cháo ngọt ngắt luôn á.
Bữa bắt con có ba lạng mà nó tách nhỏ hơn này, bự này bự dài hơn xíu. Nấu nồi cháo mông lươn rồi nó ngọt. Chạy chạy chạy. Ngay đó nó ụt tim kìa. Cái chậm dàm đi bắt là không có con nào hết chậm dàm hoài à. Lẹ quá. Ngay đó không có ngay đó không có kẽm đâu. Có cái ống đèn ngay đó, coi chừng cái ống đèn nha. Ôi ôi, thiệt hả? Rắn. Ôi thôi, lương. Lương. Ê. Vậy sao lần đầu không thấy ta, lần hai thấy ta? Coi chừng mẹ, để cho anh tinh tỉnh đi chứ. Đứng đó hai nơi canh ấy luôn nha. Xanh xanh nhỏ nhỏ á. Lấy cái thùng 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 á. Lấy cái con nhát luôn rồi. Này nó không có hút cái con ra ha. Chắc bỏ vô cái thùng á. Có chừng mắc con lươn á. Rồi vô lên coi tạm. Các bạn con lươn này à, khoảng giá đang treo là 75 triệu. Là, con lươn hay con gì vậy? Sao vàng vàng chứ hả? Sao mấy lươn này nó khác hả? Cầm lên đi anh ơi, để hang nó chui dưới nó sậy đó. Ủa, phải con lươn không tạm? Sao nó vàng kỳ quá vậy? Ơi. Đây, 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 bắt lên đây về phim cái coi. Ờ ừ. Đeo đây em quay cái. Còn nữa, còn nhiều lắm á, trong mấy ập đó đó. Còn trong mấy bụi cây này. Ờ giờ đào cái chích lại tao. Rồi. Ô con lươn này nó có mộng luôn rồi. Rồi. Lươn. Quá trời người quá nó muốn lục lỗ tai một sừng ra. Con. Lươn sao bự dữ vậy ta? Không con dính con bự vậy mà nó cái màu nó khác màu này á. Ông trên đó người ta quay dính lươn vàng này, người ta quay lên. Ừ đúng rồi, nó kêu lươn vàng hả?
Các bạn, đây là con trăng chứ không phải con lươn nữa các bạn ơi. Lươn vàng, lươn vàng. Lươn vàng, lươn vàng. Giá thời điểm 75 triệu. Cái lươn nó ta làm kẹt được á. Về nuôi sao nuôi được nuôi. Mà chắc nó bự lắm nha các bạn. Lươn này 8 lạng cao. Tại lươn ruộng nó chắc nó thịt hơn á. Chắc 13 năm rồi á. Lươn lươn hiếm á, dở. À. Lươn này lươn tí hon hả? Lươn tí hon. Hai bắt hang luôn kia là sò luôn nghe cái nó nhảy không nó sảy không nó sảy không sảy không sảy không không cái này nó đâu có đi được. Trời ơi mẹ các bạn, hai con so so sánh này các bạn, hai con này nhỏ quá. Nó muốn bận cái tàu rồi, nó muốn bận cái tàu rồi. Lươn này đẹp, lươn này màu đẹp quá, chắc về nuôi quá Toàn ơi. Về nuôi đi Toàn. Nuôi phải có sình non á. À sình non bỏ vô cái hồng á. Được chưa? Rồi được rồi. Bỏ vô đi chứ để. Bỏ cái hồng này nè để con nó bỏ riêng đi. Ờ à, con nó riêng đi, con nó về làm kiển đi. Nước vô. Nước lọc. Trời ơi. Sao rồi? Anh gặp cái con bự bự anh cũng sợ lắm. Đây nó chịu thế kìa. Rồi vô vô đi vô hồng này nó đẹp nữa nè. Không, nó chưa chết đâu, nó mới ấy điện chút nữa lanh à. Nó dở 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 quay cái đầu lên đấy đó. Là mình quay miếng anh đăng YouTube. Trời ơi, dương này nó hiếm lắm. Rồi rồi, ok. Dương vàng này khó kiếm lắm. Lâu mới okay. Gặp được con. Lươn rất là to. Mà anh phiên tàu về đừng nên làm thịt Toàn ơi. Vậy? 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 Dạ lấy cái hồ kiến á, lấy miếng bột hạ vô. Dạ, bán luôn. Dạ anh đăng lên cái con nó 75 triệu trả giá trước. Trà sống hơn sau giờ. Quá đẹp luôn. Màu thật là đẹp mà. Nhưng mà chui lên đắt chạy ra nó cái đầu. Lươn vàng các bạn. Lần đầu tiên mới gặp luôn á, bao nhiêu mấy năm trời, bao nhiêu 8 năm. Mới gặp được con lươn nó vàng cái gì. 38 năm. Từ anh bắt luôn.
vườn quá bự, quá đẹp. Con lươn nhìn hết hồn. Toàn vậy mà sao hay ta, làm được lươn. Còn lươn về mình cho nó ăn gì cũng bỏ trồng vô cho ăn luôn hả? Lươn này nè thì giống như lươn người ta nuôi thôi mà nè, giờ bự quá. Lươn này cá mà tí mà cá mình nấu ra là cá mình ướp. Ừ đúng rồi. Dài xíu nó giống đầu các nhiên. À, ok ok. Đây máu đi bắt đi đà bắt được con lươn vàng nha các bạn. Lươn đúng là lươn khủng luôn. Nào giờ cũng chưa có ai bắt được lươn to đến cỡ này luôn. Ây da. Giờ sao lăn, giờ sao lăn chứ hả? Ôi. Lăn quá, lăn quá, lăn quá. Trời nó lanh quá rồi. Quá. Rồi bấm. Chặn thử rồi nó bao nhiêu ký. Lương này lương khủng. Rồi bỏ rồi. Nãy giờ nó không ngáo, giờ nó không kém rồi nó. 125g nha các bạn, cái rổ. Nó bị dơ cái đầu này. Chính sình đúng sao á. Để bắt cái ruột rồi. 1 kg 8. Còn 2 kg. 985g nha các bạn. 985g. Trừ đi mình còn lại là hơn 8,5 lạng. 8,605g. 15 triệu. Đây là lươn vàng nha các bạn. Trời,
Rồi, để đây. Đây đây, mình bác bỏ vô lại để mình rộng nha. Chiều dài khoảng 8 tấc. Có người hỏi với giá khởi điểm là 75 triệu. Nhưng mà chủ nhà chưa có bán. Đang gây sốc quan men cộng đồng mạng. Còn đây là con lươn hường nha các bạn, nó không có vàng đó, các bạn thấy lươn hường luôn. Mình bắt hai con nhưng mà con này thì nó vàng nè. Quá khủng. Cảm ơn tất cả các bạn xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký, like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.